Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2020 anh em, mình có lời dừng kiện của anh Vũ. Anh Vũ xin có mắt ghi hình với anh em là 3 phôi tứ quý hàng quýt với anh em với 2 phôi mai vàng. Rồi mình hỏi cận kẽ anh Vũ, hôm nay chương trình sau quay từ cụ thể với anh em nha. Rồi anh Vũ ơi. Rồi, để nói tên là chào tất cả anh em trên YouTube nha. Okay. Hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2020 là mình lên chương trình là có 3 phôi tứ quý 2 phôi mai vàng. Rồi, nhắc lại số điện thoại cái điện rồi. 0907. Ok. 914. Ok. 218. Rồi số điện thoại của anh Vũ mà bổ sung góc trái màn hình hiện chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha anh em. Anh em nào có hết cái nào cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ nha. Để mình thỏa thuận ha. Rồi ok, quay đầu số 1 đi. Rồi số 1 là phôi tứ quý 4 mùa anh ở đây whip việp việp nha anh em. Cây hình thân dẫn nha anh em. Đúng rồi. Nha. Mình thú nằm lết luôn nè. Quá đẹp nha anh em. Quả lực khá bự. Mình so mình đưa cái cầm tay mình vô cộng đế cho anh em quan sát cái anh Vũ. Đó, cái cộng đế nó bự hơn cầm tay anh Vũ đó nha anh em. Cộng đế bề ngang nó là chính rồi nè, nghe thấy anh em, nó bự nè, thấy không? Cái đường kính cộng đế là bề ngang là chính là có thể 25 30 hoành cộng đế đó nha anh em. 30 hoành đó. Cái này là nguyên cú lết luôn nha. Quá đẹp anh em ơi. Nó quỳ lết mà trước đây nó hậu chân nha anh em. Có bụng lúa luôn ha. Cây có bụng lúa rồi đem phong thủy vô may mắn nha anh em. Tay cành thì anh em ghép rồi vô địch ha. Cây này anh em gói ghép và đi chợ đi chơi phom lớn được nha anh em. Quá đẹp. Cây này bộ đế rất là quái nha anh em. Đế nó cuốn vô hết trơn nha em. Thấy không? Đế nó quái vậy nè. Để bộ gói không nha anh em. Cái này bộ đế này anh em đưa lên chậu là phô diễn nguyên cái cục đế như mặt chậu luôn ha. Đường thân thì bán rất đẹp. Cây tứ quý mà giờ hoành bây giờ kiếm hơi chua nha anh em. Nó lâu lớn lắm. Đế này rất là quái anh em. Đế này là tương đối quái dị cà na đó. Rồi, mình cho anh em cái thông số đó đi anh rồi. Hoành thăng là 46, chiều cao. Cao 120. Cao 120, nồi đế tổng luôn. Tổng cho em về mua chậu dễ chơi. 160. 160 rồi, cây mã số 1 tứ quý này giá sao anh Gậu ơi? Cây mã số 1 tứ quý này có giá 6 triệu rưỡi. Cây mã số 1 tứ quý có giá 6 triệu rưỡi nha anh em. 6 triệu rưỡi hỗ trợ anh em với ship mọi miền tổ quốc ha. Quá đẹp, quá dễ chơi cho một đam ơi nha anh em. Để quýt việp việp nha. Nhìn chậm chậm vô đấy anh Vũ. Tứ quý mà hạng 40-50 này bây giờ là cũng như cạn kiệt rồi nghe anh em. Cái tứ quý này mình ghép là nó đạt tiêu chuẩn là 100% nha. Ok. Bây giờ anh em ngoài Bắc nó cũng ham tứ quý về ngoài. Tứ quý này nó chịu thời tiết lạnh luôn. Tứ quý này là dễ sống, dễ ghép. Ghép mau chơi hơn mai vàng luôn nha anh em. Chỗ nào nó cũng thích nghi được trơn, với sức sống nó mạnh lắm. Bởi vì thị trường người ta hot tứ quý lắm nha. Rồi, đã gõ anh rồi. Số 2 lên. Số 2 cũng là tứ quý nha nè. Số 2 cũng tứ quý luôn nha nè. Quá dị nha. Cây này là trồng trong cái xô nha em, cây này thấy nhỏ vậy chứ mười mấy năm rồi đó, gần 2. Đó, cái dành xô còn nha anh em. Xô nó còn nè, nó đế nó cuộn cứ ngắt ở trong này. Đế nè anh em, về còn sổ chứ được nữa nha. Nó phanh đóng đế trong đó nha. Nè, anh em thấy không, nó phanh đế đế cuộn trong cho nè. Ok. Để nộp lên mặt chậu, cây này là mình chơi cây mini, để chậu nhỏ mình chơi bà chân vàng nha. Có đuôi này chừa cho anh em là bẻ cái chị tử lên chơi. Đấy nó một đống trong đây luôn nghe anh em, trồng trong cái xô gì đấy nó cứ ngắt trong đây chơi nè, không? Anh một đống gì nè. Ok. Rồi, đã gõ anh rồi. Bình thăng 17. Quỳnh Thăng là 17 nha anh em. Cao 50. Cao 50 rồi, cái mã số 2 này giá sao? Cái mã số 2 này giá 800k. Cây mã số 2 giá 800k nha anh em. 800k anh Vũ hỗ trợ anh em với ship mọi miền tổ quốc luôn ha. Đến với anh em đam mê là phải vậy nha anh em. Bộ đế nôm lên trái gan nha anh em, để nằm phô lên bằng chậu nào. Quá dễ chơi cho một đam mê nha anh em. Anh em vừa ghép là ok, khỏi nắng đòi vậy ha. Rồi, đã gõ. Số 3 lên. Số 3 cũng là tứ quý luôn nha anh em. Số 3 tứ quý mẹ bồng con nha. Mẹ bồng con ha. Con chính hiệu luôn nè nha anh em. Khá đẹp. Cây
cây này nó có độ quái là hồi xưa nó trồng cái cây nhỏ là nó dính vô giờ nó liền hết trơn này ha. Nó chua qua luôn cây mẹ luôn nha nè. Chua cây mẹ này đúng là mẹ một con luôn nè ha. Không sao tình mẫu tử ha. Sao nó như con rùa như đó nè ha. Đế nguyên một cái củ như con rùa vậy đó. Ở trước thì đế đầy vậy, cây này nó đúng đế là tương đối nha. Ok. Đế thú. Chậm chậm ha. Rất đẹp. Không sao nè, mình tưởng tượng như hình như là con rùa nằm như đó. Quái lạ ha. Đế trước là không trống luôn ha. Phanh đế trước ha. Cây này đế làm xuống rồi nè, tại đế nó ăn xuống không à. Nó đôm xuống xuống không à. Cứng đế chứ không? Khá đẹp nha anh em. Quay sát cho anh em coi không? Đế cứng hết trơn không? Để 24 giờ luôn. Mà nó có nguyên cái bệ sao như con rùa nằm như đó. Cái này là đúng thế là mẫu tử này nha. Tình mẫu tử thiêng liêng nha anh em. Rồi, cho anh em thông số anh rùa ơi. Quỳnh Hăng là 32 nha anh em. Chiều cao. Cao 64. Chiều cao 64. Rồi, cây mã số 3 này giá sao chú ơi? Cây mã số 3 này giá 2 triệu 2. Cây mã số 3 giá 2 triệu 2 nha anh em. 2 triệu 2 hỗ trợ anh em phí ship mọi miền tổ quốc ha. Quá dễ chơi cho một đam mê nha anh em. Cây nhìn ngoài khá đẹp ha. Để đây sao? Như con rùa nằm đi đó. Nó gồm nhục nguyên cái cũ luôn anh em, nó rõ ràng không? Nó đế bỏ chân đều hết luôn. Để bỏ chung tiền không nha anh em, rối chỏ rồi không ha. Rối chỏ rồi, không. Rồi, đã rõ. Số 4 rồi. Số 4, đế cũ nha anh em, thân trực tay cành đẹp nhanh chơi ha. Nở hậu ha. Đế 24 giờ luôn nha. Đế nó có trứng lọc ở trên anh em thấy không? Đó, sù trứng đó nha anh em. Trứng nè. Cây trứng lọc phải để phong thủy đem vô nhà may mắn ha, tài lọc vô. Cây già nó lên muốn lên xù luôn rồi đó không? Củ đế đặc luôn nè, em thấy rõ ràng ha. Đó. Không chống mặt nào. Nhìn ở ngoài hấp dẫn lắm nha anh em. Nở hậu hai cái dây đế nó nở lắm nha anh em. Rồi, cho anh em thông số anh gỗ ơi. Quỳnh Hăng là 30 nha anh em. Cái cũ luôn. Cũ đặt 58. Cũ đặt 58. Cao 75. Cao 75. Rồi, cây mã số 4 này giá sao anh gọi ơi? Cây mã số 4 này giá nó em nói là 2 triệu 3. Cây mã số 4 giá cũng nói là 2 triệu 3 nha anh em. 2 triệu 3 vũ hỗ trợ anh em ship mọi miền tổ quá ha. Quá dễ chơi cho một đam mê nha anh em. Để quýt việp việp nha. Nhìn chơi gớm lắm này, thấy không? Đặt nguyên củ bự hơn bàn tay nè. Đế này còn làm xuống nè, tại nó ăn nôm đi chân xuống không nè. Đế này bao anh em còn làm xuống được nữa anh em. Về làm xuống chúng nữa ha. Không cần dễ chơi, mau chơi. Rồi, đã rõ. Số 5 rồi. Số 5 quá trời cục đế anh em ơi. Rồi, quá đẹp. Mình chơi thế này đây mình quên nữa rồi lấy chi nè, lấy chi quýnh tầng gớt xuống nha anh em. Quýnh tầng gớt xuống ha. Gớt lên chậu chơi cho nó hấp dẫn. Quá trời cục đấy. Khá đẹp nha anh em, khá bự. Cây này nhìn ngoài hấp dẫn lắm nha anh em.
Đó trời, bộ đế nhìn nó mê nè. Anh em trồng là để nè, nó khô nguyên bộ đế lên mặt chậu luôn nha. Rồi, cho anh em thông số anh gỗ ơi. Bình thăng là 35 nha anh em. Mình để tổng luôn. Đo cái củ đế này không là 92 nè anh em. Củ đế không là 92 đấy nha anh em. Khá bự ha. Chiều cao đường chim bay là 65. Rồi, cây mã số 5 này giá sao anh gỗ ơi? Cây mã số 5 giá 3.4 nha anh em. 3.4 vô hỗ trợ anh em ship mọi miền tới quá ha. Cái này là mình báo giá chuẩn cho anh em nha. Bên mình bán anh em cũng biết rồi đó, giá là giá công khai giá chuẩn không à. Giá nhanh gọn lẹ quá nha anh em. Khá hấp dẫn nha anh em. Quá dễ chơi cho một đam mê nha. Rồi. Rồi cây mã số 5 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào có hết khi nào cứ liên hệ trực tiếp Chính Vũ là số 0907914218 nha anh em. Rồi. Hẹn anh em cái video sau mới nhất sớm nhất. Hằng ái chào anh em.